Tại sao người Việt Nam chúng mày bị méo mồm nhiều thế? Thì tôi bảo là nó do lạnh. Thế nó cãi là mày mày nào thế? Lạnh làm sao bằng Tây? Bọn tao lạnh thế này tại sao không méo? Ở miền Bắc lạnh thì tôi mới sực nhớ ra cái gì là nó khác biệt. Hóa ra miền Bắc nó rét nó khác ở bên Tây. Chúng ta cứ bảo rét Việt Nam nó khác ở Tây. Nó khác thứ nhất là Tây rét khô, nó khô như trong tủ lạnh ấy. Còn chúng ta thì rét ẩm nên nó buốt cắt da cắt thịt. Nhưng cái đấy không quan trọng bằng là chúng ta có mấy tháng mùa rét, nên là nhà chúng ta thiết kế cho hợp với mùa hè cho thoáng mát, nên là mùa đông gió nó lùa vào trong nhà hoặc là nó hở, nên là trong nhà cái gì nó cũng lạnh. Đến lúc bạn đi ngủ bạn cởi quần áo ra nhá, bạn xem giật mình đầu gối lạnh. Mình mặc áo ấm rồi mình không thấy lạnh, nhưng mà đến lúc mình thay quần áo mình thấy đầu gối lạnh, bàn chân lạnh, và nằm đắp chăn mãi nó không ấm. Thế nên là có một số cái phong tục ngày xưa là có khách quý đến nhà ấy, là vợ hay là con gái lớn ấy, là phải chui vào chăn nằm cho nó ấm. Thế rồi để cho bác ấy, rửa mặt chân tay rồi đánh răng nhất đi. Thế xong bác vào ngủ là đấy, vợ con gái lớn là chui ra đấy, sẵn chăn ấm là bác nằm. Đấy, ngày xưa người ta mến khách VIP là người ta làm như thế. Thế còn bên Tây này thì trong nhà nó ấm, lúc nào nó cũng đảm bảo 23 độ, thế nên nó không bị nhiễm lạnh. Thế nên là chúng ta đi ngủ là chân chúng ta lạnh mãi nó không ấm. Và chúng ta đi ngủ chúng ta đắp được cái chăn lên đây này, ít người chùm chăn được. Tôi về Việt Nam tôi ngủ ở mùa đông miền Bắc ấy là tôi chùm chăn được nhất, tôi chùm chăn được. Thế còn rất nhiều người không chùm chăn để ngủ được. Thế nên là đắp lên nó hở, thì nó hở vai, thế là đau khớp vai, rồi đau khớp cổ gáy, rồi thì nó liệt dây bẩy, nó méo mồm méo mặt. Thì các bạn Tây ấy, là thấy trang của tôi cứ chữa méo mồm liên tục nữa, mà tại sao người Việt Nam chúng mày bị méo mồm nhiều thế? Thì tôi bảo là nó do lạnh. Thế nó cãi là mày mày nào thế? Lạnh làm sao bằng Tây? Bọn tao lạnh thế này tại sao không méo? Thế thì lúc đầu tôi nhỉ, sao nhỉ? Nhưng mà không phải ạ, lạnh như này nhưng trong nhà nó có lạnh đâu. Đã 2-3 độ bình gì mà lạnh, da rẻ hồng hào này. Nó đi ra ngoài lạnh có một tí thôi lại vào. Thế còn chúng ta lạnh ngày này qua ngày khác từ trước Tết. Chúng ta đêm nằm ngủ đơ rồi như này nó lạnh. Không, nó lạnh nó ngấm sâu vào trong. Cái dây thần kinh nó bò qua cái chỗ xương đá đấy, chỗ nhiễm lạnh ấy, là bắt đầu phù nề xong mắc kẹt này. Thế là bắt đầu liệt. Liệt dây bẩy nhiều lắm. Thế nên là cái mùa lạnh này miền Bắc sẽ liệt dây bẩy nhiều này. Khớp gia tăng, bệnh khớp gia tăng này. Đột quỵ và chết. Nói chung chết rồi rét đấy. Trâu nó còn chết nữa còn người. Trâu già nó cũng chết rét. Thế nên người già cũng sẽ chết rét như trâu già chết rét đấy. Thế bây giờ ai chả có bố mẹ già thì các bạn giải pháp là thế này nhá. Ăn nóng. Nấu đồ ăn ăn nóng này, hoặc là sáng dậy đập mấy lát gừng, đừng đập nhiều. Gừng tươi gọi là sinh khương. Gừng khô là can khương cũng làm ấm, nhưng không có tính năng như sinh khương là gừng tươi. Và gừng tươi nhưng mà phải bỏ cái lát héo đi, chứ gừng tươi mà nó thâm rồi đừng ăn, nó lại hại gan nhá. Ăn nhiều gừng quá cũng không tốt cho gan. Thế nên là đặc biệt những người mà đang viêm. Thế nhưng mà mùa đông lạnh này sáng dậy đập cốc nước gừng cho bố mẹ, cho ông bà, người già, người cao tuổi uống. Mà nói chung là một bình Harry ước nhà tôi bên này, Camille sáng dậy tự nó đi nó làm. Tối nó đập tí nó uống rồi nó mới đi ngủ. Thì cái gừng ấy nó như là bạn xông hơi bên trong cơ thể, sauna cho cơ thể của bạn. Đấy. Chút chút thôi mà cứu mạng nhau đấy. Sáng ra nên mua mấy cái củ gừng sáng ra đập mấy cái lát, đập nó ra, thế rồi là mình đun cái bình nước, có thể cho thêm một vài nhánh xả nó thơm. Thế rót mỗi người cốc uống buổi sáng. Đấy, uống đã, xong làm gì thì làm. Thế sáng dậy máu nó lại cũng cô đặc nữa. Máu nó cô đặc trong đêm. Thế nên là các cụ rất dễ đột quỵ lúc nửa đêm về sáng và cho đến 8 giờ sáng là rất dễ xảy ra đột quỵ. Từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng đột quỵ nhiều lắm. Chia sẻ cho nhau bài đột quỵ của tôi. Còn nhân cái lạnh này thì đấy, sáng ra thì đập nước gừng, nước xả một chút, hãm. Đập củ xả tươi, đập mấy lát gừng, hãm như hãm trà xanh cho cái bình ấy, đổ nước sôi vào đấy. Đấy nên rót cho mỗi người cốc. Tối cũng làm tí như thế. Thế và các bạn xem thế nào đấy, như tôi đấy, tôi phải gào lên cho thằng em là đem máy sưởi lên cho mẹ. Phải có cái máy sưởi trong phòng các cụ nhá. Nhốt các cụ vào trong cái phòng để cái máy sưởi. Và trong cái phòng ấy để thêm cái thau nước. Đấy, thế nếu mà thau nước khoáng vào đấy vài hạt muối càng tốt, nhớ nhá. Để cái thau nước, nhưng mà cái thau nó có bề mặt rộng ấy, để nó còn bốc hơi.
thì mình để cái thau nước, nhưng mà thau nước ấy mình khoáng vài hạt muối vào để làm gì ạ? Nó tăng xạ ion âm lên, tốt cho bố mẹ ông bà chúng mình, nó đỡ cái khớp, nó không sinh bệnh khớp, thế đấy, và nó còn khử mùi hôi đấy. Thế nên là đừng có ngang như cua mẹ tôi, tao không thế nào, không thế nào đâu ạ. Khi đã phải chết ấy, là cơ thể nó chịu đựng một cái khoảng rất dài rồi, suốt cái mùa đông rồi. Mẹ tôi chịu đựng cái lạnh thì trước Tết rồi, nên bây giờ nó chỉ dí thêm cho 2, 3, 4, 5 ngày là có thể chết ấy. Nếu với nhiệt độ này là chết rất nhiều. Sáng nào tôi ngủ dậy tôi cũng nhìn thấy cái bông hoa trắng với lại cái nền đen. Bố mẹ nhà nào đó lại ra đi thì mình cũng bấm cái mặt buồn, cầu chúc cho các cụ yên nghỉ trong an bình, trở thành âm đức cho dòng tộc con cháu. Nhưng mà nếu mà ai vẫn muốn giữ lại ông bà bố mẹ thì hãy làm những bài của tôi, xem lại bài máu cô đặc trong đêm gửi cho nhau đi nhé. Rồi xem lại cách sơ cứu được khi đột quỵ đi, chứ không phải đột quỵ ôm nhau lên xe máy mới dành nhau đi là chết đấy nhá. Đấy, dùng nước gừng uống buổi tối buổi sớm đi, xoa dầu nóng của Dr. Cương ấy vào lưng ấy, rồi bàn chân trước khi đi ngủ đi, hoặc ngâm chân nước nóng rồi lau khô nó đi đấy, rồi xoa dầu nóng vào lưng cho bố mẹ ông bà rồi đi ngủ, nhỏ vài giọt vào xung quanh gối giường bốc hơi lên nữa đấy. Thế nên là nó quản phong quản gió, chứ còn là nhiễm lạnh thế này á, mà nó là đến lúc mà nó bệnh ra là nó nhiễm lâu rồi nhá. Già bệnh khớp nó sẽ gia tăng, liệt dây bẩy gia tăng. Thế một số người á, trong cộng đồng Cửa Sổ Vàng muốn tôi giúp khi bị liệt dây bẩy á, thì cứ lại là con nhà em bị liệt dây bẩy, không cho tôi đủ thông tin là tôi chán lắm, tôi không chữa được nhá. Chứ bị chẳng hạn nó bị 3 ngày hay nó bị 3 tuần, chứ nó bị 3 tháng là khó nhá rồi. Đấy, là đôi khi là bó tay rồi, chứ còn bị 3 năm chứ 13 năm là chịu rồi. Đấy. Thì tôi không nói cao siêu hàn lâm cái gì nữa cả, làm những việc làm thiết thực. Đập củ gừng củ xà sáng dậy pha một bình. Đấy, cả nhà uống. Uống như thế nó vừa sạch dạ dày, nó vừa khai khiếu tinh thần. Nó vừa đẩy đi những cái uế dịch đêm ấy, là rất nhiều cái uế dịch. Đấy. Nên chúng ta đánh răng mà nó ưỡe được cái đấy, nó khai khiếu ra ngoài và nó bóp như thế để nó đẩy xuống ruột. Thế chúng ta làm như thế nó cũng sạch cái dạ dày luôn, nó sạch mồm miệng luôn, và nó như là sauna ở bên trong cơ thể, sauna ra, xông hơi từ bên trong nhá, sauna ấy, từ bên trong. Thế rồi thì tinh dầu xoa. Đấy. Mua cái máy sưởi, đặt cái thau nước có diện rộng khoáng muối vào đấy cho nó bốc hơi, nó vừa khử mùi, nó vừa tăng ion âm cho các cụ. Đúng không chưa? Đấy. Nó phòng khớp thì phòng cả viêm phổi cho. Đây đang mùa phổi. Đấy, mà con virus corona nó cũng không thích cái môi trường mà có ion âm. Còn corona nó sẽ cũng không phát, nó vẫn nằm im ở đây. Nếu mà chúng ta không bị nhiễm lạnh nhá. Và cường nhân thảo, đây này. Cái cường nhân thảo cho người cao tuổi, người sau hậu Covid rất tốt. Mà cái cường nhân thảo này, đấy tôi về tôi ngủ như cho cún. Mà bạn biết là tôi rất khó ngủ, nên tôi ngủ như bi luôn. Mọi khi tôi uống trà buổi chiều tôi hết ngủ, nhưng tôi uống cường nhân thảo tôi vẫn lăn tôi ngủ. Đấy. Thì cường nhân thảo cho các cụ. Đấy, ai có điều kiện đến đâu thì dùng đến đấy nhá. Nhất nhà nào có bố mẹ già kiếm cái máy sưởi. Nhá, máy sưởi đi. Nhưng mà phụ kiện cho máy sưởi là đặt cái thau nước diện rộng khoáng muối vào nhá. Đấy, tinh dầu, uống nước gừng xả. Thế hôm nay hé một tí để bảo vệ những người già. Trông thế thôi nó ấm đến nơi rồi, nhưng mà không sống để chờ được ấm là chết. Thế còn nếu mà khớp mà đau thì chờ tôi vài ngày nữa thôi là có giấy phép Bộ Y tế. Đúng ra hứa là sau Tết 15 ngày là có. Sau Tết thì mình tính từ mùng 6 đúng không? 15 ngày là ngày 21. Ngày 21, 22 thì chắc là đến 25 là khắc có. Có cái tôi cho bay về ngay. Sản phẩm khớp của tôi sản xuất tuyệt vời. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Nhớ. Đấy, thế nên là tôi sẽ cho bay về. Còn bây giờ thì mới có cái chai khớp từ cái bộ tứ thôi. Bộ tứ của Thụy Điển. Bộ tứ có chai cơ xương khớp nhá. Và chai cơ xương khớp từ bộ tứ ấy, thì uống từ từ một tí đã. Tại vì nó có những thành phần chiết từ vỏ tôm với cua. Thế nên nếu mà người nào dị ứng hải sản ấy, thì phải uống từ từ.